30 phần quà này là của một anh khách giấu tên, anh gửi tặng cho dì ba. Cái là trong nhóm chị em mình phụ giúp dì ba trong suốt 2 tháng 5 mấy tháng, 2 tháng mấy ngày đó. Rồi anh gửi cho tụi mình. Rồi anh chúc sức khỏe dì ba với lại chị em mình được nhiều sức khỏe. Ba thay mặt gửi lời cảm ơn đến cái anh giấu mặt đó đi dì ba. Cảm ơn. Dì ba cũng cảm ơn các con ủng hộ cho dì ba. Vâng, kính chào tất cả mọi người. Hôm nay thì điểm bán cua của dì ba ở hẻm 565 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5 lại tiếp tục bắt đầu. Vâng, hôm nay thì mâm cua của dì ba lại được sự hỗ trợ của dì Bảy bán trái cây, bạn Vi và bạn Thảo. Hôm nay thì có một cái vị khách giấu mặt mặc sơ mi trắng đã đến từ đầu buổi để mua 10 con cua tặng cho tất cả những người phụ giúp cho dì ba bán cua trong suốt hơn 2 tháng qua và cũng như tặng cua cho dì ba. Đây là một cái cử chỉ cũng như là cái hành động rất là bất ngờ của vị khách này. Nhiều vị khách cũng đến đây từ rất sớm để chờ dì ba ra, để mong dì ba đập cua và cắt cua ra cho mình. Vâng, đây là cái vị khách nam mà đã chờ khoảng hơn 2 tiếng rồi để chờ dì ba ra để mua cua. Vị khách này thì đang đưa tiền mua cua cho dì Bảy. Vị khách này mua hơn 2 triệu đồng tiền cua. Thời gian qua thì có rất là nhiều người đã chi ra số tiền lớn để mua cua ủng hộ dì ba. Chắc là những cái vị khách này thì có lượng người trong gia đình khá đông nên họ mua nhiều cua về để cho cả gia đình cùng thưởng thức. Hôm nay là ngày thứ hai nên cái mâm cua cũng không quá đông. Khách đến rất là đều. Đến khoảng 1 giờ kém thì mâm cua đã vơi đi rất nhiều. Hy vọng thì hôm nay mâm cua sẽ được bán thật nhanh.
Vâng, bây giờ thì là hơn 1 giờ một chút rồi. Thì cái mâm cua đã sạch sẽ. Hôm nay là ngày đầu tuần nhưng mà cua thì cũng được bán khá là nhanh. Do hôm nay dì Ba chỉ lấy 40 ký cua thôi nên bán rất là nhanh. Mọi người đang giúp đỡ dì Ba dọn dẹp đồ dùng bán cua. Nhiều vị khách đến trễ thì cũng không kịp mua cua. Đây, anh này là một ví dụ điển hình đến trễ nên không mua được cua. Vâng, đây là những cái phần quà mà vị khách giấu mặt đã gửi tặng cho dì Ba cũng như những người phụ giúp cho dì Ba. Trong những cái phần quà này thì có bánh pía, cơm cháy cũng như trái cây, và mỗi phần quà còn có thêm một con cua nữa. Vâng, đây là một cái hành động rất là đáng quý và đáng rất là đáng trân trọng của vị khách này. Vâng, nếu vị khách giấu mặt có thể xem được video này thì xin gửi lời cảm ơn đến anh. Xin cảm ơn anh rất nhiều về cái tình cảm này. Chuối, có bánh. À, 10 phần quà này là của một anh khách giấu tên, anh gửi tặng cho dì Ba. Với lại trong nhóm chị em mình phụ giúp dì Ba trong suốt 2 tháng 5 mấy tháng, 2 tháng mấy ngày đó. Rồi anh gửi cho tụi mình. Rồi anh chúc sức khỏe dì Ba với lại chị em mình được nhiều sức khỏe. Rồi chị Bảy cũng thay mặt với em gửi lời cảm ơn anh thiệt là nhiều luôn. Dạ. Chúc anh sức khỏe. Chị Bảy ơi, cái việc mà những cái phần quà này với lại những cái phần cua và phần nước là có phải là một người không hay là nhiều đúng người? Đúng rồi, một anh thôi em. Một người có nghĩa là mua cả quà, cả cua, cả đúng nước. Rồi, một người thôi à. Nhưng mà trong đây là có một con cua, dạ, trái cây, rồi bánh, với lại một ly nước nữa, dạ, là mỗi phần. Đây là những cái phần quà đây ạ. Nãy nãy anh mua hết một cô đồng tiên của dì Ba không? Không phải, cái anh mà mặc áo sơ mi màu trắng mà mang cái ba lô đó. Cảm ơn tấm lòng của cái anh mà đã tặng những phần quà này cho chúng tôi. Xin cảm ơn cái anh vị khách giấu mặt này rất nhiều. Đây là cái phần quà đấy, là hai năm nay thôi rồi đó. Mặt rất nhiều. Bá đây, bá đây. Bá kìa. Cái này gì vậy? Tết Trung Thu hay gì? Cái này Tết Trung Thu hay gì vậy? Đó, cái này quà tặng cho mấy em. Ai tặng? Vâng, hôm nay thì dì Ba cũng được tặng một cái phần quà tương tự như mọi người. Trong phần quà thì có cua. Điều này rất là đặc biệt vì dì Ba đã bán cua 33 năm nay và cũng được tặng cua. Dì Ba thay mặt gửi lời cảm ơn đến cái anh giấu mặt đó đi dì Ba. Cảm ơn. Dì Ba cũng cảm ơn các con ủng hộ cho dì Ba. Bye bye. Đó, dì Ba hôm nay nói là tiếng Anh nữa. Hôm nay bán cua có mệt không gì vậy? Hôm nay là ít cua đúng không gì? Nay cua ít bán khỏe chút. Thôi vậy hả? Ta bán cua mà tặng cho con cua luôn á. Đi trong phần quà đi, mình đi trong đó luôn. Con này có ai vậy? Con đó cũng khá đặc á, chút nữa con gửi tiền cho dì Ba rồi khách gửi lại cho con sao. Cảm ơn anh khách giấu mặt rất là tuyệt vời. Dì Ba được khách tặng cô đó, tối nay chị ăn 33 năm ăn cô.